Chắc em xin mời anh Quý chia sẻ thêm những cái thông điệp quan trọng từ cuốn lịch, cũng như là những cái bí kíp mà mình cần lưu ý mà khi mình cần phải giao tiếp với bệnh nhân, và cái việc đặt bệnh nhân làm cái trung tâm để tôn trọng cái quyết định của họ, giống như chị Phương chia sẻ, cũng rất là cần thiết. Vâng, thì em xin nhường lời lại cho anh Quý để cùng chia sẻ tới quý vị khán giả ạ. Dạ vâng, mọi người có thấy slide chưa ạ? Thì cái câu chuyện, một trong những cái câu chuyện mà chị Phương vừa kể là bên phía ban tổ chức của Việt Nam Team Oncology Program vừa tổ chức ngày 18 tháng 12 vừa rồi, với cái sự hợp tác giữa Y học cộng đồng, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng Hà Nội, và rất là nhiều đơn vị khác đã tổ chức và chia sẻ cái ca bệnh, một cái ca bệnh tương tự như vậy, để xem thử là mọi người có cái góc nhìn khác nhau như thế nào, và thực sự trải nghiệm cái việc làm việc nhóm nó khó như thế nào, và cũng có thể vượt qua bằng những cái thông điệp quan trọng như thế nào. Thì mình cũng xin giới thiệu luôn là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Shirai Keske là đang làm việc ở Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ, và đã qua cái quá trình làm việc hơn 20 năm của ông, thì ông đã tập hợp lại tất cả những cái thông điệp mà cần thiết, quan trọng khi mà giao tiếp với bệnh nhân, và tập hợp thành 31 cái gọi là cốt lõi, để chúng ta có thể lật lại xem hàng ngày như là một cái cuốn lịch vậy đó. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta cần phải dành cái thời gian để lắng nghe và xác nhận quan điểm của nhau. Như là chị Phương vừa chia sẻ, có những tình huống ung thư nếu mà chữa lành được tốt và bệnh nhân cũng muốn như vậy, thì đừng có đi xúi họ là không chữa được đâu, hay là rất là khó các kiểu này nọ, để làm cho họ nhụt chí. Nhưng mà ngược lại, có những cái tình huống rất là khó và bản thân bệnh nhân cũng rất là đắn đo, bác sĩ cũng rất là đắn đo, thì chúng ta cũng không thể dùng những cái kiến thức nửa vời, xin lỗi là mình phải nói như vậy, về ung thư. Ví dụ như là ngang tình huống đó, mà nếu mà hóa trị thì chắc chắn là chữa được chẳng hạn. Nhiều khi chúng ta không có hiểu đúng cái tình huống, thì chúng ta sẽ không có sự chia sẻ và đồng hành với bệnh nhân. Thì cái điều đầu tiên ở đây là chúng ta xem thử là chúng ta có cùng cái quan điểm với nhau hay không, chúng ta có cùng nhìn về một hướng với nhau hay không. Mà cái quan trọng nhất, cái điều thứ hai mà chị Phương vừa chia sẻ, đó là chúng ta quan tâm và trao quyền cho người bệnh như thế nào. Khi mà bệnh nhân nghe là mình bị mắc bệnh thì ai cũng rất là lo lắng và cảm thấy là thế giới sụp đổ, mình mất hết tất cả những cái sự tự do trong cái việc quyết định cuộc sống của mình. Nhưng mà cái chuyện quan tâm và trao quyền là cái điều rất là cốt lõi ở đây. Mà cuối cùng xin chia sẻ thêm theo ba cái dạng ngắn là lắng nghe và thấu hiểu, tư vấn và động viên, và định hướng gợi mở cho họ như thế nào để cho bệnh nhân không có bị khổ thêm vì sự mất tự do. Đầu tiên thì lắng nghe và thấu hiểu, cái điều thứ sáu, lát nữa bác sĩ Thanh có thể sẽ chia sẻ thêm với mình, là chúng ta đừng có giả định, đừng có nghĩ là ai cũng giống như mình và ai cũng sẽ quyết định giống như mình. Cho nên là chúng ta hiểu được cái điều này để chúng ta hỏi lại bệnh nhân họ thực sự là hiểu cái câu chuyện như thế nào, và cho mình biết họ cái ý kiến của họ, phải không ạ? Và khi mà chúng ta nghe xong, chúng ta không có phán xét, chúng ta chỉ biết như vậy, họ đang nghĩ như vậy đấy, và dù họ lựa chọn như thế nào, bệnh nhân chọn cái điều gì, điều trị tiếp hay là không điều trị tiếp bằng hóa trị hay là xạ trị, thì mình vẫn động viên họ, mình vẫn luôn luôn đứng về phía của họ. Và những cái câu nói như vậy nó thường thường truyền thêm sức mạnh cho người bệnh và người thân. Và ngay cả trong cái quá trình đồng hành cũng vậy, sẽ có những cái lúc rất là xui xẻo, nhưng mà cũng có thể động viên với họ, có ngày xấu thì cũng có ngày tốt. Và chúng ta làm sao chúng ta hy vọng vào những cái kết quả tốt nhất, nhưng mà cũng giúp cho bệnh nhân chuẩn bị cho những cái tình huống xấu nhất. Lát nữa mình hy vọng là bác sĩ Trần Đình Thanh sẽ chia sẻ sâu hơn về cái slide thứ 18 và 19 này, rất là quan trọng nha mọi người. Rất là nhiều người nghĩ rằng chúng ta không có hóa trị nữa thì chúng ta sẽ không còn cái việc gì để làm cho người bệnh, nhưng mà thật sự là không phải như vậy. Và chúng ta không có chiến đấu với bệnh tật nữa, nó cũng không nghĩa là chúng ta buông xuôi tất cả mọi thứ. Và chăm sóc giảm nhẹ đây có rất là nhiều thứ để làm hơn, chứ không phải là chăm sóc giảm nhẹ đồng nghĩa với là hết hy vọng. Và một trong những cái phương hướng để mà định hướng và gợi mở cho người bệnh ấy, nó cũng rất là quan trọng và có một cái sự nhạy cảm ở đây, bởi vì chúng ta cần phải chọn thời điểm, chọn không gian, bởi vì không phải ai cũng muốn nói đến những cái chuyện mà không may sẽ có thể xảy ra trong cái thời gian tới, nhất là những bệnh nhân mà trong giai đoạn muộn, giai đoạn rất là cuối của cuộc đời của họ. Thì có những cái câu mà chúng ta có thể dùng là: giả sử nếu mà thời gian còn lại không có nhiều thì bạn muốn làm gì, cô muốn làm gì. Và khi mà nói về tiên lượng thì không ai mà nói là
cô chỉ còn 6 tháng hay là gì đó, không bao giờ có một cái mốc cụ thể như vậy. Nếu mà người trước mặt mình là một cái người vẫn còn đi lại ăn uống bình thường, không ai có thể dự đoán cái chuyện đó hết. Nhiều khi dự đoán sẽ, nhưng mà ngày mai người ta lại có thể gặp nàng bằng một cái chuyện khác, mà ngay cái chính cái người dự đoán đó lại có thể bị nàng chứ không phải là người bệnh nhân nữa. Cho nên là rất khó để mà dự đoán. Tuy nhiên chúng ta có thể nói là giả sử chúng ta có 3 tháng hoặc là 6 tháng sắp tới, cô muốn làm cái điều gì quan trọng cho cuộc đời của mình hay không chẳng hạn. Và kèm thêm một câu, nếu mà chúng ta có 1 năm, chúng ta có 2 năm thì như thế nào, để cho người ta cảm thấy cái hội thoại đó là một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó chỉ là ví von thôi, chứ nó không phải là một cái điều gì đang sắp sửa xảy ra. Nhưng mà qua những cái chuyện đó, người ta sẽ bắt đầu bộc lộ cho mình biết là người ta đã cảm nhận như thế nào về cái cuộc sống trước mắt. Có thể có những người họ vẫn nghĩ là họ sẽ còn sống 10 năm nữa, thì mình có thể hiểu là như vậy đây chưa phải là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu cái hồi thoại rất là khó khăn đó. Nhưng mà cũng sẽ có những cách, ví dụ như quý cũng hay nói với bệnh nhân đó, tôi nghĩ rằng cái điều trị này đang có hiệu quả tốt, nhưng giả sử trong một thời gian nữa nó không có thuốc, nó bị lờn đi, thì cô sẽ muốn cái cuộc sống của cô như thế nào chẳng hạn. Hoặc là có một cái câu chuyện này nó cũng không có phải liên quan tới ung thư. Một số cô bác lớn tuổi rồi đúng không, khi mà ngày nào chúng ta không còn minh mẫn nữa, thì cô muốn ai là cái người quyết định giùm cho mình? Cô muốn cuộc sống của mình sẽ tiếp tục điều trị tích cực để kéo dài cuộc sống, hay là muốn một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng nhất có thể đúng không ạ? Và đôi khi chúng ta gợi chuyện về cái sự ra đi đột ngột của một người quen, một cái người nghệ sĩ nào đó, ví dụ như nghệ sĩ Chí Tài chẳng hạn, đột ngột bị đột tử vì tai biến mạch máu não chẳng hạn, như vậy thì mình có thể hỏi ngược lại, như vậy là cô cảm thấy cái chuyện đó như thế nào. Mình không có phán đoán, mình không có đe dọa gì họ cả, mình chỉ qua những cái câu chuyện đó để mình gợi mở, để xem thử là họ suy nghĩ thế nào về cái thời gian sắp tới, và họ muốn những cái chăm sóc y tế như thế nào. Và trong những cái định hướng, những cái gợi mở đó, cái điều quan trọng nhất là làm sao để khuyên họ tạo thêm cái kỷ niệm với những người xung quanh của mình. Cái điều này cũng rất là quan trọng để giúp cho họ tiếp tục có một cái động lực để sống. Bởi vì rất là nhiều bệnh nhân họ cứ mãi trong đầu cái chuyện là tôi phải chữa lành ung thư thì tôi mới đi chơi, tôi mới đi du lịch, tôi mới thăm con, tôi mới làm cái gì đó. Nhưng mà thực sự đối với một số cái tình huống ung thư, nếu mình đã giai đoạn 4, giai đoạn muộn ấy, thì cái chuyện mà chữa lành nó rất là khó. Đương nhiên nó vẫn có thể có điều kỳ tích xảy ra, nhưng mà nó rất là khó. Và chúng ta không có nên mất thời gian để ngồi chờ cho nó chữa xong rồi chúng ta mới làm cái điều mà chúng ta thích, mà ngược lại chúng ta phải xem từ là như vậy Tết này chúng ta có thể đi chơi với gia đình ở đâu chẳng hạn, thì chúng ta lên những cái kế hoạch, chúng ta tạo thêm những cái kỷ niệm như vậy. Và cái điều 31 là điều rất là hay, quy rất là tâm đắc, nó cũng nằm trong cái cuốn Từ truyền khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Klatini Nithi, là cái gì làm cho cuộc sống này đáng sống hơn khi mà chúng ta ai cũng phải đối mặt với cái chết. Và cái chuyện bên nhau ngày mưa cũng là một cái thông điệp rất là hay mà tình cờ đi học cộng đồng cách đây 2 năm đã tổ chức một cái kỳ thi để cho bệnh nhân và người thân cùng chia sẻ những cái mẩu chuyện, để cho thấy là mọi người đã nương tựa với nhau như thế nào trong những cái ngày khó khăn. Và thường thường bệnh nhân họ sẽ khổ thêm khi mà thấy cô đơn, thành ra cái chuyện chúng ta gắn kết với nhau, ngay cả bác sĩ điều dưỡng mà được gắn kết với bệnh nhân thì cũng sẽ bớt lo lắng. Và cái thông điệp này cũng từ một cái bộ phim mà Quý rất thích ở Nhật, đó là không phải chữa lành hay là không chữa lành, cái việc đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trong cuộc đời của họ mới là cái công việc của chúng ta. Và năm nay học cộng đồng cũng ra thêm 2 cuốn sách dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư và cẩm nang cho bệnh nhân và người thân, được khá là nhiều quý anh chị ở đây ủng hộ. Cho nên là mình cũng xin cảm ơn qua một lần nữa, cảm ơn nhóm tác giả đã chung tay, cũng như là quý độc giả đã chào đón cái tác phẩm này. Và chúng ta khi mà chúng ta sống chung với bệnh nhân ung thư, có rất là nhiều cái cách để chúng ta duy trì cái sự kết nối, ví dụ như là vẫn liên lạc, vẫn hiện diện khi mà người bệnh cần mình, và giúp cho họ làm những cái việc họ mong muốn, ví dụ thay mặt họ chăm sóc một phần nào đó gia đình của họ chẳng hạn. Và chúng ta không có đối xử khác biệt chỉ vì họ bị ung thư, chúng ta cứ đối xử như bình thường, vẫn cứ hẹn uống cà phê, đi coi phim hay là gì đó, và chúng ta xem họ như là chính họ, mặc dù là bệnh tật nó có thể tiến triển đến một mức nào đó. Và chúng ta hãy cố gắng mang lại cho nhau nụ cười, chia sẻ những cái video vui vẻ, và động viên bệnh nhân làm những cái gì họ cần làm. Ví dụ bác sĩ dặn uống thuốc, ăn uống thì mình hỗ trợ thêm cho họ, và giúp cho họ, quan trọng nhất là bộc lộ cái quan điểm. Có thể những người họ không muốn bộc lộ quan điểm thì chúng ta khuyên họ ghi nhật ký, để cho chúng ta có một cái kỷ niệm thêm với họ.
Và đây cũng là một số cái lời khuyên của bác sĩ Bạch Dương, cũng là một cái giảng viên trong chương trình Thông Thái về ung thư. Và năm vừa rồi thì chúng tôi đã làm được 6 khóa, và hy vọng là trong năm sau cũng sẽ có những cái khóa học tương tự như vậy, để cho mọi người có thể biết thêm những cái tổng quan về ung thư, điều trị ung thư, những cái nhu cầu đa dạng của bệnh nhân và cách hỗ trợ cho người bệnh hợp lý ạ.